Sáng hôm nay thì lũ trên sông Kiến Giang qua Lệ Thủy Quảng Bình đang tiếp tục xuống nhưng chậm và hiện tại thì mực nước vẫn còn ở mức cao. Dự báo đến chiều nay mực nước lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy Quảng Bình sẽ giảm khoảng gần 1 mét so với chiều qua, thế nhưng vẫn trên báo động 3 khoảng 30 cm. Theo đó thì nước ngập ở vùng trũng thấp ven sông sẽ rút dần thuộc các huyện là Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới. Khoảng gần 2 ngày nữa là ngày nước ngập sẽ rút hẳn. Vâng, trong những ngày vừa qua thì ở vùng lũ của tỉnh Quảng Bình là những ngày mà người dân phải vật lộn với nước lũ. Nhiều ngôi nhà đến thời điểm này thì vẫn còn ngập sâu trong nước. Và điều đáng lo lắng hơn đó là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người già sống neo đơn. Vâng, và trong khó khăn thiên tai mất mát thì luôn có sự khăng khít và đùm bọc lẫn nhau. Cùng chia sẻ với những tổn thất đó thì tình làng nghĩa xóm giúp đỡ lẫn nhau lại càng được trân trọng quý hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong thời điểm lũ hiện nay. Bà Nguyễn Thị Trợ ở thôn Hòa Lập Nam, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy. Khác với đợt lũ năm 2020, đợt lũ này bà Trợ không còn lo lắng bởi được di dời sớm ở nhà của bí thư thôn. Bà Trợ được những người hàng xóm giúp đỡ trong mấy ngày bằng những hành động thiết thực đã giúp bà vơi đi những lo lắng. Trong gia hồn thương có hai đứa cháu nói mẹ ơi vô đây ta đinh cháu là tiếp đón khách. Tin là hàng nghĩa xóm là rất là keo sơn gắn bỏ nhà thương yêu. Nhiều hoàn cảnh khác như trường hợp của bà Sợ, bà Hà Thị Lê ở một mình lại mang bệnh tật. Nếu như không có sự chung tay đùm bọc của bà con lối xóm thì có lẽ bà không thể vượt qua khó khăn như lúc này. Sợ chứ rửa rồi nói treo cô đi ghé, bệnh đi yếu rồi treo không được nữa. Treo cô cái dân ấy đi, bơ mày chủ dân, trong thôn dân là không được treo. Ở đó rồi bọn tôi tới con đi. Mấy trường hợp hộ gia đình là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì như bà Lê đây thì là lực lượng dân quân túc trực di dời là đưa bà đến vị trí đảm bảo an toàn sau đợt lũ, thực hiện tốt cái phương châm tại 4 tại chỗ và đưa là bà con đến có cuộc sống an toàn là sau lũ. Đã có nhiều kinh nghiệm sống chung qua mùa nước lũ, tuy vậy thiên tai khó có thể lường trước những gì xảy ra. Nước lũ trắng trời, nhiều gia đình phải tạm xa rời ngôi nhà của mình đến nơi tránh trú ẩn an toàn. Nhiều gia đình bị lũ cuốn trôi đi hết tài sản. Sự san sẻ đùm bọc của bà con lối xóm tốt bụng đã bù đắp bớt những mất mát là điều mà họ không thể nào quên được. Những lúc này, tình làng nghĩa xóm mới thật đáng trân quý hơn bất cứ thứ gì. Vâng. Vậy còn một thông tin đáng lưu ý vào cuối tuần này đó là vùng hạ lưu trên các sông ở khu vực Tây Nam Bộ sẽ bước vào một cái đợt chiều cường khá là cao đầu tháng 10 âm lịch ạ. Dự báo là mực nước ở các trạm Mỹ Thuận và Cần Thơ khoảng ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 11 sẽ vượt mức báo động 3 từ 5 đến 15 cm, riêng trạm Gành Hào sấp xỉ báo động 3, còn các trạm ở vùng cửa sông mực nước sẽ từ báo động 1 đến báo động 2. Cảnh báo ngập do chiều cường ở các vùng trũng ven sông, đặc biệt thuộc thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 2, khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu. Vâng, và cũng đang trong giai đoạn cao điểm mùa mưa thì một vấn đề đáng lưu tâm ở các xã Cù Lao của tỉnh Vĩnh Long đó là tại đây đang tiếp tục phải đối mặt với tình trạng sạt lở ngập nước do lũ và chiều cường dâng. Và nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất thì các xã Cù Lao đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó để khắc phục nhanh khi xảy ra sự cố. Một vụ sạt lở mới đây tại đầu Cù Lao An Bình, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Sạt lở kéo dài khoảng 100m, ngang 3,5m, ảnh hưởng trực tiếp đến 100 hộ dân, 70 hectare vườn keng trái. Đến thời điểm này, vị trí sạt lở đã được gia cố tạm thời để ngăn nước không tràn vào vườn tược của bà con. Tuy nhiên, với những bờ đất thẳng đứng như thế này thì nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn, nhất là trong thời tiết có mưa, bờ bao sẽ mềm và nguy cơ sạt lở càng cao hơn. Những năm gần đây, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ sạt lở. Hàng ngàn mét vuông đất, vườn keng trái của bà con đã sạt xuống sông. Năm nào nó cũng sạt lở rồi, cái nó ảnh hưởng sản xuất chăn nuôi cá mắm của cô bác người ta ra dữ lắm. Mỗi lần là nó ra sạch thầm hết trơn luôn đó. Rồi cây cối thì nó si, khi nước nó rút xuống nắng lại là nó si. Thường xuyên là nhắc nhở là cô bác là kiểm tra các cái tuyến đê bao để chủ động mà xử lý trước khi chiều cường dâng cao. Cái thứ hai thì đối với ban chỉ huy phòng chống tay của xã đó là tăng cường cái công tác đi kiểm tra, rồi là gia cố những cái đoạn là xung yếu. Tại tỉnh Vĩnh Long có khoảng 3.600 hectare chôm chôm tập trung ở huyện Long Hồ,
năm nay triều cường kết hợp với lũ về khiến nước dâng cao. Ngoài chủ động phòng chống sạt lở, bà con còn chủ động gia cố lại cống đập, bờ bao, trang bị máy bơm, chủ động bơm tát, tránh cho vườn cây ngập nước. Thực hiện cái 4 tại chỗ, cụ thể là tự gia cố các cái vườn của cá nhân, cũng như là chuẩn bị các cái dụng cụ bơm tát khi mà có mưa lớn hoặc là chiều cường ảnh hưởng đến các cái vườn cây ăn trái của các hộ dân. Từ nay đến cuối năm còn khoảng 4 đợt triều cường, nhà vườn ở tỉnh Vĩnh Long vẫn đang trong tư thế chủ động ứng phó với phương châm 4 tại chỗ. Do ảnh hưởng của bão số 6 và cộng với tình trạng triều cường thì một phần kè biển ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà của tỉnh Hà Tĩnh đã bị sói lở, sụt lún. Và đây là tuyến kè biển xung yếu cần phải khắc phục khẩn cấp. Ngay trong chiều qua, thì chính quyền địa phương cũng đã huy động 150 người xử lý gia cố các vị trí sói lở, hở hàm ếch sụt lún. Khoảng 40 mét khối cát, 300 chiếc bao tải đã được sử dụng để gia cố bảo vệ tuyến kè. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 6 cộng với chiều cường, sóng biển đã đánh mạnh đã khiến phần mái tuyến kè tại vị trí trên với chiều dài khoảng 50-60mm, rộng 8-10m, lở, sụt lún, hở hàm ếch và có nguy cơ sới lở gian rộng. Khu quản lý đường bộ 3 đang khẩn trương xử lý các điểm sạt trượt hư hỏng trên các tuyến quốc lộ qua miền Trung sau bão số 6. Đơn vị này đã yêu cầu các nhà thầu triển khai nhân lực, máy móc, thiết bị để nhanh chóng khắc phục hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Sau bão số 6, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đà Nẵng, Quảng Nam và Đắk Lắk đã xuất hiện hàng trăm vị trí sạt lở ta luy dương với hàng nghìn mét khối đất đá tràn ra mặt đường. Quốc lộ 14G, quốc lộ 26 hay là đường Trường Sơn Đông qua Quảng Nam cũng bị hư hỏng nhiều vị trí. Hơn 2.600 học sinh trường trung học cơ sở Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày hôm qua đã phải nghỉ học do nước lũ ngập vào trường. Theo ghi nhận thì nước ngập vào trường sâu từ 40-60cm, toàn bộ các phòng học ở tầng trệt và một số phòng chức năng tại tầng trệt cũng bị ngập. Nguyên nhân là nước từ thượng nguồn sông Buông đã đổ về gây ngập. Ngoài ngập trường học thì khu vực phường Phước Tân cũng có hàng trăm hộ dân cũng bị nước vào ngập vào nhà. Hiện tại chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng để... Không khí lạnh hoạt động mạnh và tàn dư sau bão số 6 sẽ gây mưa rông, biển động, gió mạnh cho nhiều vùng biển vào hôm nay. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị trở ra Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, cảnh báo gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông thì từ chiều nay gió sẽ mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phía tây huyện đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Toàn bộ vùng biển ven bờ ra Biển Đông đều cảnh báo mưa rông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật. Cảnh báo triều cường tại vùng hạ lưu các sông tại khu vực Nam Bộ vừa được Đài Khí tượng Thủy văn thông tin đến người dân. Đỉnh chiều cao nhất thực đo tại trạm Mỹ Thuận sáng qua là 1,7 m, mức báo động 2. Trong những ngày tới, đỉnh chiều cao nhất tại các trạm sẽ xuất hiện từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11, nhằm ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 âm lịch. Cụ thể, tại trạm Mỹ Thuận đạt khoảng 1,9 m đến 1,95 m ở mức trên báo động 3. Trạm Cần Thơ từ 1,95 m đến 2 m. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Tiền, sông Hậu ở cấp 2. Đợt triều cường tháng 10 vừa qua đã khiến hàng loạt các khu vực vùng trũng ở thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang bị ngập nặng. Vì vậy, các địa phương và bà con cần có phương án chủ động ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 11 này. Mưa nhiều hơn tại khu vực Nam Bộ cũng là thời điểm xuất hiện nhiều loại động vật nguy hiểm. Bệnh viện Di động Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều trị cho nam bệnh nhân 15 tuổi, ngụ Tây Ninh trong tình trạng sưng bầm tay, rối loạn đông máu nặng vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Trước đó thì thiếu niên này phát hiện đầu màu xanh trong hốc xe máy, tưởng lá cây nên đưa tay vào lấy thì bất ngờ bị rắn cắn. Con rắn nấp trong cốp xe bị người nhà bệnh nhân đập chết, sau đó mang theo vào bệnh viện. Các bác sĩ xác định rắn lục xanh đuôi đỏ, cho bệnh nhân truyền huyết tanh kháng nọc rắn lục đặc hiệu. Tình trạng bệnh nhân đã ổn định sau 6 tiếng đồng hồ điều trị và các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi. Một tháng trở lại đây, tại nhiều bệnh viện trên cả nước liên tục tiếp nhận những trường hợp bị rắn độc cắn như thế. Mặc dù đã được cảnh báo từ trước, ai cũng biết mùa mưa là lúc có nhiều rắn độc, nhưng nhiều người vẫn không tránh khỏi những rủi ro. Đáng lo ngại hơn thì một khi bị rắn độc cắn, ai cũng rơi vào tâm lý hoảng loạn, lúng túng và điều này càng khiến cho mức độ nguy hiểm thêm trầm trọng. Người thanh niên này ở trọ trong một căn nhà tại phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.
rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà và rủi ro đã ập đến, rắn cắn vào chân. Cái mấy mưa mưa đây là chắc là nó động nó vô á, chứ còn mấy hôm kia là không có. Ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa cũng như nhiều địa phương trên cả nước, một tháng trở lại đây, đến điểm mùa mưa thì cũng là lúc nhiều người bị rắn độc cắn, nhiều nhất là rắn lục đuôi đỏ. Tại những khu dân cư như thế này, một điều dễ thấy, cứ vào mùa mưa, cây cối quanh nhà trở nên um tùm, đi lại trong giường, khó ai biết được có rắn độc hay không. Có trường hợp, rắn độc bò vào tận nhà, rủi ro lại càng khó lường. Trong mùa mưa này thì bữa giờ thì em cũng tiếp nhận cũng rất là nhiều ca rắn cắn, mà đặc biệt là dòng rắn lục độc của con rắn thì nó sẽ thường làm gây rối loạn đông cầm máu và cũng có thể hoại tử. Theo các bác sĩ, trường hợp bị rắn độc cắn, khâu sơ cứu, xử lý ban đầu thường không đúng cách, và điều này không chỉ đe dọa đến tính mạng mà còn khiến cho việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Thì cứ được thấy cắn rồi, cứ người vô quèo vậy rồi bắt cháu chở đi vậy thôi chứ cũng không để ý đâu. Phổ biến nhất là nhiều người thường dùng garo ngăn chặn hoàn toàn mạch máu. Thế nhưng kiểu xử lý này hết sức tai nạn. Garo chặn máu lưu thông sẽ gây hoại tử, nguy cơ tổn thương càng nặng hơn. Đó là chưa nói, có người nghe bài thuốc dân gian thiếu kiểm chứng, đắp lá hoặc uống thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây nhiễm trùng và kéo theo những nguy hiểm khó lường.